Dạ xin chào tất cả quý vị và các bạn, cô chú anh chị em đang theo dõi trên tất cả các kênh YouTube của các anh em. Thì ngày hôm nay xuất hiện ở đây, quý vị cũng thấy đây là anh Tuấn. Hiện tại bây giờ cũng đang rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội liên quan đến cái sự việc của chị Hà. Mà khoảng thời gian suốt 2 tháng nay thì anh Tuấn là người đã bị đăng tải những hình ảnh xấu lên trên mạng xã hội, và đều nói rằng là anh Tuấn là người ra tay với vợ của mình là chị Hà. Thì ngày hôm nay là anh Tuấn cũng liên hệ với tất cả các anh em ở đây để muốn nhờ các anh em chia sẻ một cái sự việc mà anh Tuấn đã giấu kín trong suốt 2 tháng nay, là bị chỉ trích rất là nhiều. Dạ em xin chào anh Tuấn nha. Thì hôm nay thì anh hẹn tụi em đến đây thì để chia sẻ cái sự việc gì, thì anh có thể nói lên đây để cho bà con ta biết. Anh nay anh cảm thấy như thế nào khi mà trong suốt 2 tháng qua là anh đã bị rất là nhiều người nói xấu là anh đã giết vợ của mình? Thì bây giờ anh Tuấn ơi, thì anh nói mấy tháng nay anh đi làm ăn như vậy đó, rồi trên mạng xã hội này nhiều người người ta nói anh cái này cái kia vậy đó, rồi anh ý anh nghĩ sao người ta nói như vậy đó, mình có thể là mình làm một cái động lực gì mình nói lại người ta như thế nào cho người ta hiểu được mình, cái thật sự mình không có mà người ta vu khống mình vậy đó, là mình cứ nói mạnh dạn lên, không có gì mình sợ chứ. Thì cũng nói với anh em đây, như trong 2 tháng nay đó, ai nói mà mình cũng vẫn đi làm ăn chứ, ta nói gì nói thì mình đâu có gì đâu sợ mà. Nhưng mà những mấy người mà người ta công kích như vậy đó, là anh có cái lời nào mà nói gì nhắn nhủ gì người ta không? Đó nhiều khi người ta nói anh hoài mà anh không có lời phản biện như vậy, vậy là người ta nói anh em là có sao? Cũng đợi có kết quả rồi, mấy người YouTube nào vu khống em đó, em phải làm đơn thưa lại những mấy kênh mà nói xấu em á. Nhất mà cái kênh nào nó xấu nhiều nhất? Kênh của Asin á. Anh cứ nói thẳng lên, gì đâu em để nhất sợ. Định phải làm đơn thương Asin đó. Asin nói anh như thế nào? Nói anh như thế nào? Thì nói em có tội 99%, không tội thì nó đậu quần đó, nó khỏi đi nước Việt Nam đó. Mà trong vòng đi đợi đi 3 ngày nữa là em cho nó đậu quần á. Thì hôm nay thì em cũng nghe nói là anh có lên làm việc với cơ quan chức năng. Có, anh có lên cơ quan làm việc. Thì hiện tại bây giờ nói chung là tất cả anh em đây thì đều nghe là Asin đã có một cái đường lai và tuyên bố rất là mạnh mẽ. Nếu như mà anh là không có gì hết thì Asin là đầu tiên anh không, nếu mà anh không có tội thì Asin sẽ không xuất hiện nữa. Nếu như mà Asin mà đi ra đường là bà con ở An Giang cứ lấy quần chồng lên đầu của Asin đó, là Asin đã tuyên bố. Thậm chí là Asin còn nói rằng nếu anh không có tội thì Asin sẽ không ở nước Việt Nam nữa đó. Cái này em cũng trong Asin nói sao có nhớ với lời Asin ăn xin. Ăn xin ha. Thì nói chung ở đây là tôi nói thẳng ăn xin, Asin mày nói nhớ với lời ăn xin. Anh trong vòng 3 ngày nữa cho mày đậu quần á. Rồi anh cứ bình tĩnh. Nói chung á là cái câu chuyện của anh á, thì tất cả các anh em đây á, thì cũng đều biết. Nói thật sự á, là không có ai mà dám kết tội anh. Nhưng mà cái câu chuyện á, gia đình của anh thì cũng đầu tiên là chia buồn với anh. Khi mà vợ anh mất á, thì tại vì anh biết sao không, khi mà vợ anh mất á, thì có một số những cái vấn đề mà khiến là người ta cũng thấy buồn anh. Cái câu chuyện vấn đề mà anh ở đây là anh chia sẻ lại một lần nữa câu chuyện gia đình á, là định nói sao nói đi giờ ta nói, mình nói vô nó câu like hoài, mình nói một nó nói mười. Bởi em cũng im lặng cho nói cho đã, tự động nói tự biên tự diễn rồi tự đi luôn à. Nhưng mà Xin nó tự nói đã, tự kêu luật sư, giờ không biết luật sư nào bào chữa cho nó nổi nữa. Rồi kể từ cái ngày mà Asin đến và quay ở nhà mẹ vợ anh, và đặc biệt là quay con gái của anh á, là bé Linh á, là con em vậy mà nó con đó. Em vậy mà nó suối vậy đó, tình nghĩa cha con đang vậy đó mà lên suối kêu đậu họ tùm lum chứ. Là hôm nay là anh có liên hệ với bé Linh không, anh có điện thoại bé Linh không? Chắc Asin với bên ngoại nó về chặn cuộc gọi em luôn rồi, điện không được chứ đi cũng nhớ con lắm mà về thăm cũng không dám về nữa, sợ bà vợ với cái cự này kia có chuyện. Bây giờ anh muốn về thăm mộ vợ anh không? Muốn anh đi cùng anh em đi luôn. Anh rất là muốn đúng không? Mà mình đợi cho bên bà vợ mình lấy giấy đàng hoàng đi, mình kéo về cái một luôn à. Chứ giờ mình có vẫn chưa có người ta nói mình nữa. Thì nói chung á là người ta buồn anh là cái vấn đề á, cái ngày mà đưa chị Hà mà ra cái nơi ăn nghỉ á, thì anh không có mặt.
Ờ, nói cộng đồng mạng với anh em nói đi, giờ về mà giờ không cho về. Về cũng vậy đó, cũng được rồi. Về ba đâu cho đâu. Chứ vợ con mình mà phải cho đi, mình đưa vợ ra ngoài đậu tang này kia rồi. Chứ bà vợ không cho biết sao vợ. Đó là bên mẹ vợ của anh là không bên cho. Mẹ vợ với anh vợ không cho em về. Là không cho về. Không cho đổi tang. Không cho đổi tang, không cho về luôn. Là ngày hôm nay thì anh Tấn chia sẻ là cái lý do mà anh Tấn không về để mà đưa chị Hà. Em cũng nói với mẹ hoài cái gì vậy, đợi cho cơ quan chức năng làm việc đi. Còn vợ con thì cũng 20 năm rồi. Cho con về nhìn mặt vợ con với đậu khăn này kia vô cắt vợ con. Bà nó không cần. Rồi về cũng được, bà đuổi đi. Bà không cho ở. Và ngày hôm nay là có mặt tất cả bà con ở đây thì anh khẳng định một lần nữa là cái câu chuyện mà anh với vợ anh là anh có hay không vấn đề mà không tiêu dịch. Em nhất định luôn, chăm chăm em không giới gì vợ em chứ em trong sạch. Bà cần ra anh Tấn mà có chuyện gì thì cơ quan đâu cho anh Tấn hơn ở ngoài tới ngày hôm nay đúng không? Em có chuyện gì đâu cho em đi làm ăn đâu. Đúng rồi. Anh nhắc chúng ơi, thì sẵn đây thì em cũng muốn hỏi anh về cái câu chuyện mà ngày hôm nay anh cũng có mặt ở đây á, thì anh cũng muốn nói về một cái nhân vật mà ở đây thì ai cũng biết đó là A Xin đó. Thì anh có thể chia sẻ cho bà con ở đây biết luôn anh. Thì hôm nay giáo chúng lên đây là cũng vì một cái bức xúc, chỉ có 200.000 mà giáo chúng mới đến đây. Tại vì A Xin á là nhờ giáo chúng đi tìm kiếm chị Hà. Lúc đó là đầu tiên là giáo chúng dắt A Xin đi chứ không phải A Xin dắt. Rồi đi xong rồi á mới nói lúc đầu á cái vụ 200.000 là đi xuống sông một lần, anh nói em giờ đi vậy thôi cho chúng ơi, giờ nhét vô túi cho chúng 100.000 chúng thôi không có lấy, cái đầu mới nhét nữa cho chúng không có lấy. Rồi cái anh Hải nói thôi giờ anh cho thì lấy đi uống cà phê đi, rồi giáp chúng á thấy vậy chúng mới lấy 100.000, rồi còn 100.000 sau nữa là A Xin dụng cái đất cho chúng rồi. Tại vì lúc đó là A Xin kêu cho chúng đi xuống dưới á là cô năm chị trên để quay đi xe 4 chỗ, thì dắt chúng là đi xuống dưới rồi rồi tới chân cầu Dòng Khống chỗ quán nước mía cho bên nhà dắt chúng á. Anh Xin nói cho chúng 100.000, tôi nói không lấy anh ơi, tại vì em đâu có làm gì cho anh đâu mà không lấy. Còn cái em mở cửa ra rồi đóng cửa vô rồi xin móc 100.000 mới bỏ với cái cửa kiến rồi anh mới chạy đi. Thì chúng mình lụm 100.000 thì thật sự ra cái đó là không có tính, đó là mình lụm tiền đó, chứ không phải là người đã cho. Mà chỉ mình nói á, anh lớn trên mạng xã hội mà gì có 200.000 mà cởi hoài, cởi giết được bực bội có 200.000 hỏi gì á. Mình là một người anh lớn mà tại sao mình lấy cái đồng tiền mình cho tao có 200.000 mình cởi, phải mình cho 200-300 triệu thì mình cởi không có gì. Còn sỉ nhục nữa, sỉ nhục mà còn đồ nói xấu nó này kia nữa. Tôi nói hỏi anh Tấn đi, từ đầu mùa tới cuối mùa là hỗ trợ đi tìm chứ chúng chưa có cho ai cho 1.000 đồng bạc đó. Mùa bông cũng cho lại heo này kia đó, cũng nhờ anh giúp chúng mua 200-mấy chục ngàn. Tấn đi không lấy rồi đó, không lấy. Em mới vô tình mới có giấy số mua em đưa lại cho người 2828. Chứ là băng anh nông dân với giúp chúng là không có tiền bạc với em chân á. Mua nhờ bông cũng trả lại đồng heo á 200-mấy chục ngàn mà đưa tiền là anh không chịu lấy. Chứ ai cũng nói bên em cho tiền băng giúp chúng với nông dân, thật sự là không có. Ủa tướng kia 1.000 chưa có nữa. Ý là nói là cho tiền để mấy anh này là theo phe của anh đúng theo không? Em đó. Như mua chuột vậy đó. Không có luôn, nông dân với chúng là không có tiền, không có đưa tiền với bạc gì chứ á. Sẵn đây thì em cũng nói với anh như thế này nè, cái câu chuyện mà nó thật sự là cái câu chuyện gia đình á, thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ở trong cái cuộc sống gia đình anh thì ở đây tất cả các anh em mạng xã hội đây cũng không biết. Là do cái người này nói một câu, người kia nói một câu, rồi cái nó tung ra này cho nên là mới có cái chuyện mà tranh cãi thôi. Thì người ta cũng mới đầu thì nó thẳng ra em cũng không có thích anh những cái câu chuyện mà gia đình vợ con thì nghe có gì đâu, tại bên mẹ mới nói vậy, con nó mắt nó nói sao nói thì nhưng mình trong minh lợi đúng. Nhưng mà ở đây là tụi em khẳng định cái vấn đề mà kết luận hay kết tội anh là ở đây tụi em không dám, tại vì đó là pháp luật người ta làm chứ mình không phải không là sao mạnh bằng A Xin. A Xin ta kết luận được cũng không yếu quá không cái đó là mình ngồi xa tôi dắt tiếc, tôi chưa đưa ra có đưa ra cho đậu quần ngày nay rồi.
hôm qua nó dám lên kêu con tôi xuống nhà nó chơi, nó mượn ngày nó còn cơ hội nó sao mà đi. Em nghe có nghe một cái thông tin đó. Nó hết cơ hội rồi. Em nghe cái thông tin là A Xin xuống nhà để hỏi về mẹ vợ anh về cái vấn đề mà làm đơn để kêu ngưng hoạt động cái xà lan của anh, thì anh có nghe thông tin đó chưa? Nghe rồi, mà ông nội nó chết đi sống lại. Là cái thông tin mà nói là Nghiêm Phong là không có đúng không? Không có đâu. Xà lan rồi đó. Có ai dám bản lãnh vô nó niệm? Thì cái xà lan đó là cái tài sản chung của hai vợ chồng. Có A Xin niệm niệm không niệm thâu chứ công an đâu dám niệm. Với những thông tin A Xin nói cho gần anh cho tiền pháp y để mà lo lót thì như ta anh có những chia sẻ như thế nào? Thì công an tỉnh lo cho nó đó, lo cho nó tấm đơn rồi đó, nó đợi tới ngày đó. Vậy là có đơn rồi ha? Có rồi. Chứ đợi em đưa tấm đơn nó cũng có vô mặt độ vô tốt đó. Nó banh nó vô con lạc bộ đâu anh. Ai đội quần chạy? Kêu mấy người trong đó đó, mấy bà. Anh phải chuẩn bị mua một xe tải trước đi. Có, tôi tặng con xe rồi. Những lời mà tiên bố của A Xin chắc chắn là sẽ không rời khỏi được Việt Nam đâu. Qua đâu giờ được. Đâu giờ được, đâu có cơ hội đâu đi. Không, nó không đúng như thẳng đặc biệt mà. Đâu đi được đâu rồi đi. Nếu nó đi được đi nước ngoài cũng được đó mà đi lên trang báo trang bìa tìm người thất lạc rồi đó bị mà em hỏi anh Tứ nghe nè. Tại sao mà nếu như thật sự trong cái thâm tâm anh á mà không có làm gì có lỗi với vợ anh thì cái ngày mà A Xin mà đến tại cái nơi này cầu Vòng Cống mà hẹn anh ra để mà cá cược 5 tỷ đó, tại sao là anh không ra? Nó bị ngáo, nó bữa trước tôi chỉ nghe bắt tôn mà thì Lan đậu bắt tôn xong đi qua bắt tôn chạy xuống đây kiếm ai. Nó bản lãnh tôi ngậu bắt tôn tôi đợi nó đó, sao không ấy mà ngáo đá hay ngáo gì nó chạy xuống đây khơ. Vậy là A Xin nó xạo nó diễn rồi. Sao lộn diễn? Gian dựng nữa rồi. Gian dựng câu chuyện với bữa tôi Vũng Tàu đó, nó kêu tôi ra, nó chuyện đó tôi ra ngoài giữa đường Nguyên Văn tôi ra đó, có nó đâu. Nó ngoài Hải Dương mà nó ngoài Vũng Tàu của Mỹ, nó kêu tôi không phơi. Tôi sẵn sàng ra đó, có gặp mặt mày nó đâu. Lúc đó hay giờ A Xin ở Hải Dương. Nghe Hải Dương với Vũng Tàu đi đường hầm á, đi đường cầu tiêu ra có tiếng đồng hồ đó. Lúc đó A Xin ở Hải Dương mà điện hẹn anh hả? Hẹn tôi ra cả của Mỹ không phơi, tôi ra đó có gặp mặt mày đâu. Đặt câu chuyện lấy điện thoại sim làm ăn của tôi đăng lên mạng nữa đó, cho cộng đồng mạng này kia điện cử ôm chùm nhá. Cái sim mà cái ngày mà anh đứng ở đây nè, anh tuyên bố là anh cá với A Xin 5 tỷ là anh có đọc số điện thoại sim nó văng tàu lao điện ngày đâu mấy trăm cuốc em bất đức quá bỏ rồi. Không, tại vì ở trên mạng thì anh tiếp câu chuyện của anh thì nhiều người quan tâm á, có người ta dẫn dắt theo cái hướng tiêu cực là người ta ghét anh, cho nên khi mà anh công bố số điện thoại thì chắc chắn là người ta sẽ điện để người ta công kích anh, đó là vấn đề bình thường. Thậm chí em hôm nay hai ngày nay khi mà em nói về câu chuyện của anh á, mà em có cái hơi hướng để mình nói về cái pháp luật thôi. Tại vì mình nói thẳng là nếu anh có tội thì anh không thể nào thoát được. Đến ngày hôm nay thì khán giả họ điện thoại chửi em nói là đi binh một người tội phạm, mà nói thẳng ra cũng đây. YouTube nhầm kênh này kênh khác như thằng An Sinh Sài Gòn nó cũng đăng tầm bậy tầm bạ đó. Thằng Thăng Nguyễn đó tôi cũng chửi nó, xong đưa mấy câu chữ lên nó đưa mấy câu tốt nữa. Lợi Nguyễn nữa. Thằng Hăng Nguyễn, nhỏ Hăng Nguyễn á, nhỏ Trà Vinh á, còn Lợi Nguyễn nó cũng đi theo A Xin nữa rồi. Đi theo anh. Những cái việc mà A Xin đưa lên những cái thông tin thì trong suốt mấy tháng qua thì anh có những cái mất mát hay là những bị tấn công về tinh thần rồi với lại là có tác động vật lý rồi? Không anh, đồ chó sủa nó em đâu có để ý đó đâu. Em cũng làm ăn bình thường mà. Công việc mình cứ làm ăn công việc mình bình thường, dùng chó sủa nó mình đâu có quan tâm gì đâu, làm cho đã thì nó mướn luật sư này kia cả, mướn luật sư là bào chữa cho nó chứ bào chữa cho ai. Những cái tra tấn cũng như là những cuộc gọi rồi đến rồi để mà tra tấn hưởng tinh thần. Không mấy cuộc tầm ấy em không nghe. Nói chung thì em biết là trong lòng anh rất là buồn, bị tổn thất chứ sao có thất anh. Buồn mà mình nói gì vậy? Thứ nhất nè, vợ mất nè. Rồi sau đó là khi mà bị nói là giết vợ nè, công việc làm ăn người ta cũng nghi ngờ anh, người ta không có mướn anh ảnh hưởng tinh thần mình mới nữa. Rồi thậm chí là kể cả con anh kể cả con anh công an từ vợ mắt giờ đâu có mờ đâu. Vậy mà có nhiều thông tin đó anh bị bắt ra bắt vô nhốt lại nó em bệnh em bạn mờ nhốt tùm lum chứ lúc đó có không anh? Không anh, nhưng hai tháng nay là mới mỗi mùng sáu là mờ cái vụ A Xin vô khống á. Ta cũng có hồ sơ để ta làm việc A Xin á. Mới đây là cũng mời A Xin đúng không? Mà hỏi lời khai của em gian vậy không được là công an tỉnh mới làm việc A Xin. Tại em cũng có nghe nói thông tin là A Xin đang có cả ngàn clip bằng chứng về anh mà nhưng sao không biết sao đưa gửi công an. Bằng chứng từ đâu? Gửi cho mang giấy số á. Giấy số nó sợ. Bằng chứng từ giấc mơ.
và những người khác kể lại. Anh nghĩ như thế nào á, em hỏi anh nghĩ như thế nào về câu chuyện mà khi mà Asin á đến nhà mẹ của anh á, mẹ vợ đó, mẹ vợ của anh nói là nằm mơ thấy vợ của anh về khóc với mẹ của anh là nói là anh ra tay là gãy xương gãy gì tùm lum đó, rồi anh suy nghĩ như thế nào? Tự mẹ vợ anh nói hay là có ai? Không, cái đó mà mẹ không nói là cái con băng Asin với thằng Tin Thú Y nó sắp xếp công chuyện nên cho mẹ em nói vậy á. Tiền thú vị chích quá liều, chích cho ăn xin quá liều, chạy sản khơ khơ. Mà trước khi vợ anh mất á, thì cái tình cảm giữa anh thú vị là chích con liều, thằng chích tụi ba con liều, chạy sản khơ khơ. Cái mỗi anh là trước khi mà vợ anh mất á, là cái tình cảm giữa anh và bên gia đình vợ á, thú vị nó bình thường, vui vẻ hay là có những xích mích gì chưa? Không, anh bình thường, anh vợ chồng cũng vui vẻ. Không là với mẹ vợ. Mẹ vợ cũng bình thường. Là chỉ sau khi vợ vợ chậm đi Trà Lan mà không biết tới lui á. Dạ. Sau khi Asin vô vào công kích thì mới có chuyện nó xảy ra mà con cái anh nó quay mặt với anh đúng không? Đúng Asin không đó. Anh Tấn chị Hà là biết rồi luôn á. Biết. Là đi Trà Lan mà. Chỉ nhảy với lội vô bờ giờ về gia đình của chị. Trà Lan tùy theo người biết không chứ đâu phải người nào không biết đâu. Anh Tấn cho hỏi thêm cái anh Tấn là từ khi cái việc mà Asin với một số kênh YouTube đăng lên bất lợi cho anh đó. Là công việc của anh có bị ảnh hưởng gì không? Cũng bất lợi, mới mang cũng giảm hết 50% rồi. Vậy là nó bất lợi cũng ảnh hưởng cho nó, mình 50% nó đăng lên kêu đừng như em chở hàng lấy hàng bán, chở gạo lấy gạo bán. Thì như vậy mình có thể thưa cái người mà YouTube mình á. Thì trước tiên là em cũng quyết định thưa thằng An Sinh với thằng Lão Nguyễn á. Chứ giờ thưa nhiều quá đi cũng mệt lắm. Chủ yếu là An Sinh á. Hai người đủ răn đe rồi. Hai người Lão Nguyễn á chứ. Nếu mà em rảnh nữa là thằng An Sinh Sài Gòn á. An Sinh cầm đầu á. Để câu chuyện của anh là Asin là người mạnh nhất. Asin là mạnh nhất. Mạnh nhất là chỉ có tiếp cận và đầu quân là mạnh nhất luôn. Ngày hôm nay thì cũng anh cũng nhờ các anh em ở đây để chia sẻ câu chuyện này đúng không anh? Nhờ anh em chia sẻ về câu chuyện của Asin đó. Bây giờ ngay lúc này anh gửi thẳng cho Asin luôn đi, gửi nó vòng vòng. Bây giờ anh có mình gửi lại coi với Asin á. Này coi mày lo mày ăn kịp đi. Này cũng đây cũng Asin cũng đang coi An Sinh. Đây tao gỡ lời thẳng mày An Sinh. Mày nhớ lấy quần mày đậu An Sinh chứ mày đừng đi Việt Nam khỏi nước Việt Nam An Sinh. Tao làm nó đơn mày đi không có được rồi. Rồi anh có lời gì để gửi đến cho cộng đồng mạng trong và ngoài nước thì trong những ngày qua là anh đã bị chửi rồi bị nghi ngờ là ra tay với vợ mình thì anh hôm nay anh có cái lời gì để nhắn gửi với bà con trên mạng của anh? Cũng nhắn gỡ lời cộng đồng mạng này cũng minh bạch lại cho em rồi, xin cộng đồng mạng này kia đừng có nói này kia với em nữa để cho em đi làm ăn, đừng nghe lời An Sinh với mấy thằng kinh tầm bậy tầm bạ. Bây giờ cứ theo pháp luật mà làm tới. Đúng. Bây giờ Tấn là bị hốt, còn nếu có tội thì cơ quan chức năng trả lời trong vòng 2 tháng này. Nếu mà anh Tấn đã có tội là anh Tấn đã không ngồi đây để minh quan về cái chuyện của mình rồi. Còn bây giờ anh Tấn đã đủ tự tin để kiện một ai đó thì anh Tấn đã đủ tự tin rồi. Khẳng định được. Mẹ khẳng định đi thương An Sinh chứ không có khẳng định là mình vô tội. Anh khẳng định anh là vô tội luôn. Tôi vô tội. Lúc trước là anh chưa khẳng định. Lúc trước anh chưa khẳng định, bây giờ anh có quyền khẳng định được. Mình dạ, tôi khẳng định 100% luôn á. Lúc trước hỏi anh là nói chưa khẳng định tại vì đại cơ quan chức năng. Bây giờ chưa có gì chứ sao khẳng định được. Giờ mình bây giờ anh khẳng định lên là mình vô tội. Thì mình có bằng chứng trong tay mới khẳng định được chứ. Nói đúng không mình khẳng định được. Là khi mà chưa có lẫn qua chức năng á, nhưng mà trong thâm tâm của anh nếu anh không có thì mình cũng đã biết được cái câu chuyện đó rồi, nhưng mà nếu mình nói ra thì người ta không tin. Nói ra tin mình đâu. Phải chờ có kết quả. Thì anh Tấn ngày hôm nay á thì trước tiên là cũng muốn anh em chia sẻ câu chuyện này, thứ hai là cũng mong bà con là thông cảm và hiểu cho cái câu chuyện của anh Tấn, là anh Tấn khẳng định là không có ra tay với vợ mình, cũng mong bà con hiểu để cho đừng có chửi rủa hoặc là tấn công để cho ảnh lo đi làm ăn để mà còn lo cho các đứa con nữa. Thì em nghĩ là anh nên gặp bé Linh á để mà anh tâm sự và nói cho đợi cho bên vợ em đàng hoàng, em có nói chuyện với thích đàng hoàng với con em đâu bỏ được đâu. Con em nói với nó cũng bị ra công kích không à, bị Nga Xin nó dụ dỗ công kích. Thậm chí là anh nên gặp mẹ vợ của anh đó để nói cho bà hiểu. Thì cũng trong sớm thôi, anh cũng về bên vợ. Nói chung nhà anh Tuấn đã có cái giấy rồi. Thì nó cũng
Nói chung là thì kết quả thì cũng chờ đợi một hai ngày nữa là mình sẽ đến thăm nhà của chị Hà Quấn Tính luôn đó, để mà dí ngộ chứ tiền cũng nói xin lỗi mẹ vậy đó, vợ em cũng vậy đó, em cũng đau lắm mà mẹ bác cũng đau nữa mà không cho mình tới lui, mình không buồn mẹ vậy. Giờ cũng nhờ ông chú Bảy, chú Sáu, chú Tư này kia cũng vô nói với bà vợ con giùm cho tới lui nhà cúng vợ con với thăm con này kia đồ. Với tình mẹ con mình cũng mấy chục năm rồi, đừng nghe lời người ta. Đừng nghe lời ai xin nó công kích này kia, nó kiếm like, nó kiếm tiền cho nó kiếm tiền danh sách vợ tôi nhiều lắm rồi mẹ ơi. Anh có thể cho em biết cái cảm nhận mà khi mà người vợ thân yêu của mình mà mắc như vậy đó, mình không được về giếng, mình có thể trải cái lòng mình cho cộng đồng mình hiểu không anh? Cũng đau lắm anh. Đi Sài Lan gì đâu ngủ nghe gì đâu. Vợ con mình cũng 20 năm rồi mà vợ anh mắc vậy mình về không được, cũng đau lắm. Đi Sài Lan cũng đâu ngủ nghe gì đâu, nằm chút vậy 21-2 giờ em thức rồi. Mà biết sao giải thích với bà vợ giờ. Nhớ chứ đúng không? Nhớ vợ. Nhớ hai đứa con, nó vợ không biết sao, nó giờ điện giờ nghe là ngăn xin nó chặn cuộc gọi hết trơn, giờ liên lạc không được nữa. Rồi về thì bà vợ còn nóng nữa, lấy cái lộn sao không? Thì mình cũng dán nhịn. Mình cứ đợi khi nào mà có kết quả đi rồi anh đem nó về để anh nói chuyện với mẹ vợ của anh đó. Bởi vì mình về có giấy cho bà hiểu, giấy thích cho mẹ này kia rồi chứ. Cho bà hiểu. Anh Tấn anh vi phạm thì công an có đủ điều kiện sẽ bắt luôn. Còn cái vấn đề ở đây là asin vô gây làm công kích cho gia đình vậy kia gây ảnh hưởng tình cha con rồi. Bên vợ em có biết gì đâu, cũng asin với thằng thú y, thằng tin thú y nó bài vẽ không đó. Tự động nó vô bài vẽ nó diễn cho đã câu lai lấy tiền đó. Cái vấn đề mà con anh thay đổi họ rồi như thế nào anh? Đâu được đâu anh, gì cũng thu quyền cha chứ. Vẫn chưa đổi họ được ha. Đâu cái đó là cái cảm giác đậu mà. Tự nó ghi cái đậu đó. Ngay lúc này anh có gửi lời gì đến con anh luôn? Thì cũng nói với con hai đứa con nữa, ba cũng nhớ con, nếu ấy thì cho ba điện nói chuyện rồi tới lui đang thăm hai con. Chứ đi 2 tháng nay rồi mẹ mắc rồi con ở nhà không biết sao nữa. Cái sự việc nào thì cũng chờ cơ quan chức năng có kết quả là xong. Còn cộng đồng thì mang tính chất là nghe từ một phía rồi ông nội kia ông công kích dẫn đến cái sự việc như thế này. Hầu như là tôi nghe những cái câu chuyện khi mà người ta nghe kết tội anh là đều nghe nói là tôi coi chuyện cái xin nó kết tội thì tôi kết tội anh luôn. Thì có nhiều người cũng kết tội. Ở cơ quan đâu đâu kết tội đâu, có ai xin kết tội mà 99% đó. Rồi thì ở đây anh em nào còn câu hỏi nữa không, mình hỏi luôn để mình kết thúc sự việc. Bây giờ là cho chúng hỏi anh nè. Thì trên cái bước đường á, làm của anh như vậy á, là anh đi ra đường nhiều người ta nhìn mặt anh nó khác như vậy á, rồi anh có cảm thấy mình đau buồn về cái sự mình không có người ta như vậy? Anh có nhắn nhủ với anh em quân đệ gần xa trong cộng đồng anh mạng này không? Thì những người mà ta nói xấu về anh đó, anh nên tin người ta nào? Mang đi chợ này kia ai gặp cũng hỏi, nhưng hỏi anh Tấn không? Tấn nói sao bị bắt mà đi đây, nó có đâu ngại xin, nó đăng đầu lao. Để làm ảnh hưởng. Làm ảnh hưởng, đi giờ tùm lum chỗ ai cũng biết chứ. Anh có buồn không? Theo anh. Buồn thì mình không có thôi, đăng sao đăng cho đã, tự nó đăng tự biên tự diễn nó sủa sao sủa tự động đi luôn rồi. Rồi sau này anh có kêu những cái anh em nào mà công kích như vậy á có xin lỗi anh trước trên cộng đồng mạng không? Không nói vậy đi, tự động nó hiểu mà em không có ấy, còn cái kênh nào được thì em thưa em làm đơn thẳng luôn chứ không có kêu công kích với cộng đồng như mất công á. Rồi bây giờ có mấy anh em ở đây nè, ví dụ như ngày nào đó anh có đi về bên nhà ngoại đó thì anh có mời tất cả anh em shipper lại không? Có. Bữa nào về ở đây có anh em thì cứ có lời mời với tất cả anh em. Bên mặt gió vàng rồi em ra mộ vợ em cúng đàng hoàng, cũng nhờ anh em nào đi được đi. Anh Tấn ơi, có một cái thông tin như thế này nè Tấn, là cái này em giấu kênh đó nha. Là mới tung lên gần đây là nói rằng là anh với chị Năm, chị Mười đó là bị công an bắt. Đó cái tin đó như thế nào? Mẹ kênh của Hoàng Sáu đi giấu quần quà. Anh biết hết rồi. Em thì em không dám nói vậy đó. Anh biết rồi. Anh Hoàng Sáu nó đi theo ngăn xin đó chứ ai đó. Nói mẹ đi kênh nào tôi không biết đâu mà tôi đâu. Thì anh Tấn ngồi đâu đây? Bắt sao ngồi nãy? Đây thì Mười, một lát nữa thì mình sẽ nói chuyện với Mười. Xem mày chính xác là khẳng định người ta bắt bây giờ ta ngồi đây nè. Coi những cái người nó thẳng kênh Hoàng Sáu nè, mờ mốt nó dần nào bắt nào. Bây giờ tụi em không có binh, nhưng mà
những cái dấu kênh dấu bọng gì đó nói cho thì hiện tại anh ngồi đây thì quý vị tự biết rồi. Mình nói chung là mình không có biết về câu chuyện gia đình của anh Tấn, mình không có nói sâu về chuyện gia đình, không có chuyện anh có tội hay không, đó là người ta tính cái điều đó chứ mình không có khẳng định anh Tấn được. Chỉ có A Xin ở đây mới dám tuyên bố mạnh thôi, chứ ở đây là tất cả đây không ai dám hết. Mình không có ngồi sợ lo cho mẹ với mấy ông anh vợ, sợ A Xin lật ngược là mẹ với anh vợ nói chuyện ghi âm á, sợ nói chuyện vô khống ở bên cơ quan đó. Anh nghĩ là xin có khả năng lật ngược lại với bên vợ của anh không? Em sợ nghi câu đó đó. Em sợ xin lật ngược lại là khổ người khổ rồi bên vợ em nữa đó. Là tới cái thời điểm này mặc dù là anh bị gia đình bên vợ là không cho vô nhà cũng như là nghi ngờ, nhưng mà anh vẫn còn suy nghĩ bên vợ anh ha. Em cũng quan tâm nói với bên vợ em, mà mẹ với mấy ông bên vợ đó, nói chuyện với ăn xin phải cẩn thận là nói. Tớ nói là máy nó ghi âm hết trơn đó. Em sợ mà vụ nó vụ em lo lót công an này kia nó lật ngược lại đó. Là những cái thông tin mà như là AC nó anh lo lót từ là những cái sự việc đó là anh đều cũng cơ quan chức năng người ta làm việc rồi đúng không? Có làm việc à. Xúc phạm đến cơ quan chức năng là đủ đi rồi chứ. Đây nè, ghi âm có nè, có clip nó còn đó nè. Ha, em anh nên lưu lại những cái đó để mình làm. Có chân rồi, đu gặp bi chân rồi. Rồi. Tên nào em ghét em lưu lại chân rồi. Có bằng chứng đàng hoàng mới nói, chứ không có bằng chứng thì thưa ai. Rồi thì nói chung là ngày hôm nay cũng rất cảm ơn anh chia sẻ những cái chuyện này. Tụi em xin phép là chia sẻ lên để cho bà con hiểu về cái câu chuyện của anh ha. Rồi.